Bài thơ Mẹ tôi của tác giả Lưu Thế Quyền thể hiện tình yêu thương cao cả và sự hy sinh vô điều kiện của mẹ. Tác giả tạo ra hình ảnh thực tế và chân thực về tình mẫu tử. Đoạn: Con sinh ra giữa cuộc đời, mẹ lo cả những bồi hồi giấc mơ, gợi lên hình ảnh mẹ luôn luôn đặt con trên hàng đầu, lo lắng chăm sóc cho tương lai của con ngay từ khi con còn bé. Tình mẫu tử không chỉ thể hiện trong việc chăm lo cho con cái, mà còn thể hiện qua việc mẹ luôn cầu nguyện, đặt hy vọng vào tương lai tốt lành cho con. Câu: Tháng đôi lần mẹ lên chùa, cầu mong con mãi vẫn chưa thấy gì, thể hiện sự tận tâm và hy vọng của mẹ dành cho con. Mẹ luôn tỏ ra kiên nhẫn và đón nhận thời gian một cách lặng lẽ, chờ đợi nhưng vẫn kiên định trong tình cảm. Tình cảm này không bao giờ phai nhạt qua thời gian. Mẹ luôn đón nhận cuộc sống với lòng trân trọng và sự hy vọng vĩnh hằng. Tình yêu mẹ không bao giờ lặng ngừng trôi. Và bài thơ này đã thể hiện sự đẹp đẽ, tinh tế của tình mẫu tử. Mẹ tôi, con sinh ra giữa cuộc đời, mẹ lo cả những bồi hồi giấc mơ. Thế mà con cũng chẳng ngờ gian truân đến vậy, bây giờ không đâu. Chiêm mùa mấy bận mưa ngâu, mẹ teo tóp với nông sâu đất làng, bay về mấy trắng răng ngang. Mẹ mang kim chỉ thời gian nối mùa, tháng đôi lần mẹ lên chùa, cầu mong con mãi vẫn chưa thấy gì. Mẹ ngồi nhẩm tính có khi cơn mưa nào đến mẹ đi một mình. Thời gian thì cứ lặng thinh, mẹ tôi vẫn ngắm bình minh đợi ngày.